Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm dùng bài của Vương Đình Huệ để chơi Phan Đình Trạc, trách nhiệm của người đứng đầu lại lộ ra Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 6, BBC tiếng Việt đã nêu vấn đề ông Nguyễn Văn Yên bị bắt, ông Phan Đình Trạc có phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu? BBC đã dẫn quy định 41 của Bộ Chính trị ban hành vào tháng 11 năm 2021. Theo đó, ông Nguyễn Văn Yên bị khởi tố, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương có thể sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo. Để biết liệu ông Phan Đình Trạc có phải nhận trách nhiệm hay không, cần phải xem xét tính chất và mức độ sai phạm của ông Nguyễn Văn Yên. BBC đã nhắc lại, ông Nguyễn Văn Yên bị khởi tố bắt giam về tội chiếm đoạt tài liệu mật của nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự. Vấn đề tài liệu mật của nhà nước đang nằm trong ngoặc kép và các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an, mà đặc biệt là Tô Lâm đang muốn gì ở Nguyễn Văn Yên, điều đó khiến cho dư luận đang đặt dấu chấm hỏi lớn. BBC đã dẫn phân tích của ông luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật Thế Giới Luật Pháp, rằng về bản chất, chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước thuộc nhóm tội phạm xây dựng trật tự quản lý hành chính. Tội danh mà ông Nguyễn Văn Yên bị khởi tố không thuộc nhóm tội phạm tham nhũng hay là tội đặc biệt nghiêm trọng, không được diễn giải trong quy định 41. Tuy nhiên, ông Sơn này cho biết rằng, ngày 19 tháng 6, ông Yên đã bị cách tất cả các chức vụ trong đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận. Ông này đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng trong dư luận và khiến cho dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật của nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân gia đình, v.v. Chưa rõ với tính chất mức độ của ông Nguyễn Văn Yên có đủ điều kiện để liệt vào tiêu cực nghiêm trọng hay không của quy định 41 nêu trên hay không. Nếu có thì ông Phan Đình Trạc khó tránh được việc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, vì ông Phan Đình Trạc là thủ trưởng cấp trên trực tiếp của ông Nguyễn Văn Yên. BBC đã nêu dẫn chứng cho rằng cả hai cho thấy hai ông đều xuất thân từ ngành công an, và ngay từ những ngày khi Ban Nội chính Trung ương thành lập vào năm 2013, ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Văn Yên đã có cơ hội làm việc với nhau. Ông Phan Đình Trạc là thủ trưởng của ông Nguyễn Văn Yên từ đầu năm 2022 cho đến nay. BBC đã nhắc lại vụ tai tiếng của ông Nguyễn Văn Yên vào năm 2005 trong vai trò là điều tra viên đã gài bẫy để công ty Lâm Viên thuộc Bộ Quốc phòng trả nợ thay cho ông Nguyễn Đức Chi trong vụ án siêu lừa Nguyễn Đức Chi để hưởng hoa hồng, và vụ tạo tai tiếng về chiếc đồng hồ Patek Philippe mà ông này đã đeo có giá trị lên đến 270.000 USD, tức là hơn 6,5 tỷ đồng hồi tháng 5 năm 2023. BBC đã dẫn đề cập đến trường hợp mới nhất là phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu là bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội, tức là ông Đinh Tiến Dũng, vì để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính trong thời gian từ trước cho đến nay. Điều này đã dẫn đến việc ông Ba Dũng phải xin thôi tất cả các chức vụ để nghỉ hưu, và tương tự các ủy viên của Bộ Chính trị đã xin thôi trước đó. Đinh Tiến Dũng đang sắp sửa chuẩn bị vào lò trong cái lò của Tô Lâm chứ không phải là của Nguyễn Phú Trọng. BBC còn cho biết rằng quy trình xin thôi này được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn giải trong một cuộc tiếp xúc cử tri vào tháng 5 năm 2023 và được coi là một điểm mới với việc đảng khuyến khích cho cán bộ, kể cả là cán bộ cấp cao, xin thôi chức. Lúc bấy giờ thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất thì nên xin thôi và rút lui trong danh dự. BBC còn nhận xét cho rằng, có thể thấy ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn có mặt đều đặn tại các cuộc họp hoặc là sự kiện lớn của đất nước, ngồi ở hàng ghế danh dự. Trước ông Đinh Tiến Dũng, hàng loạt các ủy viên của Bộ Chính trị có cả tứ trụ cũng xin thôi, dù những người này cũng đã bị đảng xác định là đã có những vi phạm thuộc diện đủ căn cứ để xem xét miễn nhiệm. BBC đã liệt kê 3 trường hợp gần đây nhất gồm các ủy viên của Bộ Chính trị như sau. Bà Trương Thị Mai là thường trực của Ban Bí thư đã xin thôi vào tháng 5 năm 2024. Ông Vương Đình Huệ là chủ tịch Quốc hội xin thôi vào cuối tháng 4 năm 2024. Ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước xin thôi vào cuối tháng 3 năm 2024.
Trong khi đó thì khi đạp ngã chiếc ghế của ông Đinh Tiến Dũng là bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội thì đến giờ là lúc mà cả đoàn phải tranh nhau để tranh giành chiếc ghế bí thư thành ủy thành phố Hà Nội này để nhảy vào một suất ủy viên của Bộ Chính trị. Sáng ngày 26 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 để bàn về việc triển khai các nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Trong hội nghị này, bà Nguyễn Thị Tuyến là Phó Bí thư thường trực chính thức được phân công điều hành Thành ủy thành phố Hà Nội. Hội nghị lần này chỉ là hợp thức hóa quyết định của Bộ Chính trị trước đó. Được biết, đây là giải pháp tạm thời tương tự như ông Trần Quốc Tỏ được phân công để điều hành Bộ Công an trong thời gian ngắn để chờ có bộ trưởng mới. Việc phân công Phó Bí thư thường trực điều hành công việc tạm thời cho thấy rất rõ ràng rằng một lần nữa Bộ Chính trị lại bế tắc trong việc chọn người để thay thế. Nếu như chiếc ghế bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội thường là để cơ cấu cho những người vào trong tứ trụ trong tương lai, cho nên phe nào cũng muốn đưa người của mình vào, trám vào, và hiện nay vẫn chưa có ứng cử viên nào sáng giá cho chiếc ghế này, và có lẽ đợi kết quả từ những trận thư hồn sắp tới đây mới có thể xác định được người ngồi vào vị trí là bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội này. Khi mà ông Đinh Tiến Dũng ngã ngựa, đã có nguồn tin cho biết rằng một ủy viên Trung ương Đảng là người dân tộc thiểu số là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Tuyên Quang sẽ được bổ sung vào trong Bộ Chính trị để tiếp quản chức bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ Bộ Chính trị để chuẩn bị cho nhân vật này nắm ghế là bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội. Thật ra, một vị trí dành cho ủy viên của Bộ Chính trị nhưng lại chọn một ủy viên Trung ương Đảng ngồi vào cũng không phải là chuyện hiếm. Hồi tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên, khi đó đang là ủy viên Trung ương Đảng, về nắm chức bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Sau đó, đến đầu năm 2021, ông Nên này mới được bầu bổ sung vào trong Bộ Chính trị. Hay là vị trí trưởng ban tuyên giáo Trung ương thường trực thường dành cho các ủy viên của Bộ Chính trị, nhưng năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, khi đó là ủy viên Trung ương Đảng, nắm giữ phải 3 năm sau thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa mới được vào trong Bộ Chính trị. Mới đây nhất là trường hợp của ông Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm làm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, một vị trí dành cho chiếc ghế ủy viên của Bộ Chính trị. Trong hai trường hợp đầu do ông Trọng bổ nhiệm vào lúc mà thế lực của ông Trọng này đang mạnh nhất, ông này có đủ sức để dẹp bỏ tất cả các tiền lệ, dẹp bỏ tất cả các quy trình để bổ nhiệm. Còn trường hợp của ông Lương Tam Quang là do Tô Lâm ra tay bổ nhiệm, cũng vào lúc mà thế lực của Tô Lâm đang mạnh nhất cho đến giai đoạn hiện nay. Tương tự giống như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ông Tô Lâm cũng chẳng xem cái tiền lệ và cái quy trình bổ nhiệm nó ra làm gì để đòi Bộ Chính trị phải bổ nhiệm cho Lương Tam Quang vào ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an và nghiễm nhiên là được một chiếc ghế trong Bộ Chính trị. Như vậy, nếu một ủy viên Trung ương Đảng thay thế vị trí của ông Đinh Tiến Dũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu có một phe nào đó đủ mạnh để buộc phần còn lại phải chấp nhận. Tuy nhiên, việc ủy viên Trung ương Đảng, người dân tộc thiểu số, theo đồn đoán sẽ là thay thế cho ông Đinh Tiến Dũng vẫn chưa thể ngồi vào ghế trống này thì xem ra phe ủng hộ ông này không đủ mạnh. Từ nay cho đến Hội nghị Trung ương 10 còn khoảng 4 tháng nữa. Trong thời gian này, các phe phái tranh thủ vừa đánh với nhau và vừa đàm phán thì mới có thỏa thuận được về nhân sự để thay thế. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng 4 tháng sau đánh nó vẫn chưa xong mà phải tiếp tục đánh. Hiện nay, chưa thấy phe nào nổi trội và cũng chưa thấy nhân vật nào sáng giá nổi lên. Cho nên, cung đình nó sẽ lại có rất nhiều thời gian cho công việc chọn người và đấu đá trên thượng tầng nội bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giờ đây, thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam như một mớ hỗn độn và chỉ thấy đánh nhau rồi lại giành giật chức quyền mà chẳng thấy có chút đồng thuận nào. Họ chỉ có một sự đồng lòng duy nhất, đó là đồng lòng chống lại nhân dân mà thôi. Còn vấn đề về quốc gia, đại sự thì họ xem không quan trọng bằng những trận thư hùng để tranh giành quyền lợi. Đất nước này đang bị thả trôi nổi trong vô định bởi cái đảng ô hợp này. Và người dân phải mãi mãi chịu chấp nhận như thế đến khi nào mà dân nổi can qua. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.